Dạ 304. Thì nóng chứ xài nó bàn y chang như là cái bàn nó tiền bàn hơn cái mũ này nữa. Nhưng mà nó cái bảng nó nhỏ nó không có dơ. Cái này bữa mua bao nhiêu tiền mét? Bữa ông thợ cũng đi mua, con không biết nữa, ông làm con không tính thấy không à. Tính nguyên cung lê vậy chứ. Ở đây con thì con nãy nói chứ 10 chuồng này 7 triệu. Dạ, luôn công thợ, nước sơn cũng được chứ không có. Tại chứ thấy này nè, mấy cái này nè, hàng không chứ không có bắn rồi chứ. Hàng điều hết con này chứ nhìn nè, cực lắm luôn á. Mình thợ này ngon à, chứ thợ trấn hàng ra, luôn trên chú hàng là bắn dít nát, bắn nát sắt. Thợ này con chịu, thợ này không làm con mà con còn chấm mà kỹ lắm. Cỡ cửa miếng này mà đúc tràn cái mua hàng được về thấy đó. Dạ, dữ kỹ lắm. Nếu không hẳn không được hàng đứt hết trơn. Dạ con mấy cái đó không bắn không nữa, con kêu ổng thôi chú bắn luôn đi. Nó hôi để cái hàng cho mày chơi. Hàng mày đỡ nát cây sắt, nó bắn gì nát cây sắt hết à. Từ kệ mày nó vô. Thì ổng kệ, con không kệ, nó bị cứng nữa, cái nào nó cứng là được à. Nó làm đâu vậy. Ổng nói này cứng, ok. Chưa con này ba cái nè, lịch chưa được rồi. Bắt lịch mấy lịch này. Rồi hai đực nó thì lượng con bắt nó. Bắt hai con này luôn chứ còn nó chưa đầu về tao luôn chơi. Dạ. Dạ cũng 3 triệu hoặc 3 triệu con. Dạ. Giống như trộn trộn gì ạ? Dạ trộn cam. Cam. Dạ cam. Cái đủ con này đuôi lỏ lỏ mắt đuôi chứ. Nó cũng đẻ ra mắt lỏ lỏ, mắt ra trắng trắng, ra đen đen à. Con này đâu tính lỏ đôi chứ. Dạ nó mắt trắng trắng, mắt đen đen à. Nhiều khi bố mẹ nó không có trắng gì, đẻ nó ra cũng có cái đuôi trắng nhỏ vậy đó. Dạ chú chẳng mấy chuồng, 10 chuồng ạ? Nhiều mấy cam. Vậy chú bỏ con con. Mấy lần này cũng tắt ra hết luôn. Luôn. Dạ. Tại vậy đây con thấy được, con nuôi chung được thôi, vậy chẳng có chuồng, đây con đây con không có chuồng. Đang làm không mới luôn nào cũng nhộn mua cái con bự bự. Dạ. Mà để nuôi nhỏ chứ, mà ông có nuôi rồi mà cũng chăm sóc được lâu không chứ? Mấy tháng thì cũng biết cách nuôi chứ. Mà có mọi thì... người nó thấy mọi người đủ chỉ khác. Dạ, mọi người có cách nuôi. Rồi ổng cho ăn gì? Thì đủ cá chuối nè. Dạ con cá sông ăn kia rồi nó kêu thôi đặng thức ăn đi. Thôi đừng cho ăn thức ăn mấy con này. Chắc cần phải cá gì chứ cực. Mấy con này chứ đừng cho ăn thức ăn nha. Ừ. Con này cá đặt rồi đừng vô thức ăn nó ấy à. Vô thức ăn nó dễ qua đường ruột lắm á. Dạ đừng cho ăn thức ăn, mấy con này đặt về chứ đừng cho ăn ăn cái cá với ấy đi. Nó mau lớn mà nó mau lên giống mau nhảy nữa. Cái thức ăn cái nuôi nó lâu lên giống dữ lắm. Con này con một mắt hả? Con mắt không có mắt, em để lại, không có mắt. Em để lại. Con cái á. Dạ. Tại nó đuôi mắt đâu có nhầm gì đâu, con đẻ chữa bình thường thôi, con để lại làm giống. Con bự bình thường à. Em hôm đi làm gì ạ? Dạ làm ở bên Ninh Chánh đi giao đồ.
giao ba cái bia nước ngọt, nước thức tôm rồi có cậu bộ. Sáng đi làm chuyện về. Tưởng mở trên chạy đủ lớn cần con phải làm chứ. Tao có cái này giờ con còn nhỏ mà đâu có đeo cái này được. Cái này về con đi không à. Ngày con đi làm. Giờ mày khỏe đỡ. Dạ giờ về cho ăn gì cái xong rồi giờ phó giống như thấy đâu cực khổ đâu rút qua nhảy chạy bà nhảy sao nhảy kéo về. Đâu có nó đẻ cũng tự nó đẻ luôn chứ đâu có nhìn heo đâu phải canh nó rồi cho đẻ rồi đẻ tự đẻ kệ nó. Mình chỉ việc chiều cho ăn sáng cho ăn rồi. Với nước dơ rồi thay nước rồi giống. Nước tự động làm cũng được mà sau này cái đường ống nó dơ chứ. Lâu ngày cái đường ống nó đóng răm. Ngầm kia mới đổ bộ làm trong giờ tháo không? Dạ tháo bỏ. Tháo nghĩ đóng răm. Dạ. Đùn lên luôn là đá hả? Gà đổ như để có đừng gà nồi ăn thịt cho chứ. Đổ gà nó không có ra chứ ơi.
cái này cũng phải nhớ nghe chú, nhiều khi nó ra thì mình kêu chú kiểm tra kỹ hết cái chuồng của chú là nó không có cái lỗ nào đó phải không? Chứ để uổng. Dạ không, con buộc tổng không mà chú, con không buộc chặt chặt tội chồng, nó đâu có làm gì đâu. Mấy chỗ kia chú thấy nó xe ăn cầu là chú ngắt nằm luôn, ngắt luôn nằm luôn luôn. Dạ đâu đi vậy, tội chồng vậy mà luôn chồng nó khỏe, còn thằng thì nó động đế vậy nó mệt, dạ không biết nó nghe nào vậy. Dạ nó mạnh nó chạy kìa. Ủa không, con dọn chạy kìa. Trời ơi. Chụp hình cứ giống mình chứ là